Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình La bàn đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng, chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect. Cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có hai phần. Phần đầu tiên đó là chúng tôi sẽ cập nhật về thông tin vĩ mô. Phần thứ hai chúng tôi sẽ cập nhật về con đường đi gâu và chiến lược đầu tư quý 4 năm 2021. Hy vọng rằng những thông tin của chúng tôi sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý nhà đầu tư trong quá trình đầu tư của mình. Trong quá trình chúng tôi cập nhật những thông tin thì quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment. Và phần cuối cùng thì chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi cho quý nhà đầu tư. Bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép đi vào phần đầu tiên, đó là về phần thông tin vĩ mô. Với tin tức đầu tiên, đó là tháng 8, số việc làm mới của Mỹ thấp hơn dự báo. Bộ Lao động của Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo thêm khoảng 235.000 việc làm trong tháng 8 và mức khiêm tốn nhất kể từ tháng 1, thấp hơn nhiều so với dự báo tạo thêm là 728.000 việc làm. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs và JP Morgan đã giảm ước tính tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3, giảm xuống mức thấp nhất là 3,5%, từ mức cao là 8,25% sau khi tăng trưởng với tốc độ 6,6% trong quý 2. Về tin tức tiếp theo của phần vĩ mô, đó là mối lo ngại về lạm phát. Theo ước tính sơ bộ được công bố vào ngày 31 tháng 8, thì giá tiêu dùng ở Eurozone trong tháng 8 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 2,2% trong tháng 7, và lạm phát cơ bản tăng lên là 1,6%, tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tháng. Số liệu trên được đưa ra sau khi Đức vào ngày 30 tháng 8 cho biết giá tiêu dùng của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008, và với tỷ lệ lạm phát toàn phần đạt 3,4% trong tháng 8, thì tại ngày 31 tháng 8 tại Pháp thì cũng ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong gần 3 năm qua. Và ECB đã đặt mục tiêu lạm phát toàn phần ở mức 2% trong trung hạn, và ECB dự đoán đó là lạm phát của Eurozone sẽ đạt 1,9% trong năm nay do các yếu tố mà ECB cho là mang tính tạm thời. Và tin tức tiếp theo của phần thông tin vĩ mô thế giới, đó là bảng cân đối của các ngân hàng trung ương. Bảng cân đối của các ngân hàng trung ương tiếp tục được mở rộng, và theo kế hoạch của Fed thì tiếp tục mở rộng bảng cân đối lên 9.000 tỷ USD, ngoại trừ ngân hàng trung ương Trung Quốc là chưa có cập nhật số liệu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên thì bất chấp những lời bàn tán xung quanh việc thắt chặt chính sách thì bảng cân đối của Fed vẫn tăng lên khá nhanh chóng, và chúng tôi đánh giá đây là một thông tin khá tích cực cho thị trường. Dạ vâng, tôi đã cập nhật qua phần thông tin vĩ mô về thế giới. Xin mời anh Tuấn sẽ đánh giá các tin tức này ạ. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn đang tắt mic. Xin lỗi mọi người, vừa nãy đang chưa bị kịp bật mic. Thì nếu như ta nhìn lại cái chương trình mua của trái phiếu của Mỹ, nhìn cái bảng cân đối của Mỹ thì từ năm 2008 cho đến nay thì cái bảng cân đối của Fed của Mỹ đã tăng trưởng đâu đó khoảng 15 lần. Tức là ngày xưa đến trước cái cuộc khủng hoảng 2008 diễn ra thì cái bảng cân đối của Mỹ đâu đó chỉ khoảng gần 1.000 tỷ. Nhưng đến hiện nay thì cái bảng cân đối của họ đâu đó lên khoảng là gần 8.000 tỷ. Tức là đâu đó tăng trưởng 15-16 lần. Chúng ta nhận thấy rằng đây là một mức tăng trưởng rất là khủng khiếp trong thời gian qua. Và theo cập nhật của anh Lê Chí Phúc trong cái buổi ngày trước tôi có nghe trong cái tuần vừa rồi đó, thì anh có nói rằng là có hai cái trong nghiên cứu của anh thì có hai cái trường hợp là khiến cho cái giá tài sản bị giảm rất là mạnh. Thời điểm số 1 là thời điểm mà khi Fed không mua trái phiếu nữa, tức là thời điểm mà bắt đầu người ta ngừng mua trái phiếu thì lập tức là giá tài sản bị giảm sâu đâu đó khoảng trên 10%. Và lần thứ hai đó là khi mà Fed tăng lãi suất. Thì nếu như chúng ta nhìn lại cái lịch sử từ năm 2008 đến nay, thì năm 2008 Fed bơm ra một cái gói kích thích tiền tệ khổng lồ, và cái chương trình này chỉ kết thúc đến năm 2014-2015, khi mà có vẻ như là cái lượng tài sản bơm và cái nền kinh tế của Mỹ bắt đầu phục hồi rất là vững chắc. Và khi Fed giảm đấy thì đúng lúc đó là cũng có rất nhiều câu chuyện, còn nhớ là năm 2015-2016 là lúc đó rất nhiều các nhà kinh tế rồi rất nhiều nhà đầu tư đứng lên và nói rằng là thị trường đang rất rủi ro và các bạn hãy cẩn thận. Tuy vậy thì năm 2016 thì cũng chứng kiến rằng là giá tài sản tăng còn lên rất là nhanh, kể cả cho bao nhiêu người có bearish về thị trường nhiều như vậy thì giá tài sản vẫn tiếp tục tăng. Đó, và lần thứ hai khi mà năm 2017-2018 cũng là lúc rất nhiều người lo lắng rằng là thị trường sẽ sụt giảm rất là sâu, thì
sau đó thị trường cũng bật tăng rất là mạnh. Đương nhiên thì sau đó thì đến năm 2020 thì do Covid thì khiến cho cái giá thị trường tài sản nó lại giảm rất là sâu và trước khi bật lại mạnh mẽ như bây giờ. Thế đó tôi muốn cập nhật qua một chút về tình hình về mua tài sản. Thế thì tóm lại là gì? Tức là khi mà nếu như chính phủ Mỹ ngừng mua tài sản thì giá tài sản đâu đó nhiều khả năng sẽ có xu hướng sụt giảm. Và cú sụt giảm đâu đó khoảng 10-15% tôi nghĩ là bình thường trong trường hợp này. Và trong trường hợp đó là một cơ hội rất tuyệt vời để quý vị mua thêm. Bởi vì nhìn trong dài hạn thì giá tài sản luôn luôn tăng, kể trong trường hợp của Mỹ hay là Việt Nam hay là cứ ở nước nào khác. Bởi Việt Nam chúng ta đang nằm trong một cái nền kinh tế rất là năng động và cái cơ cấu dân số rất là trẻ. Đó thì đấy là những cái mà điều khiến cho cái lãi suất, cái tài sản Việt Nam dần dần tăng dần theo thời gian. Thì đó là một điểm point đầu tiên của Tuấn, tức là chúng ta không phải quá lo lắng về việc chương trình mua tài sản Mỹ. Và nếu như Mỹ có từng mua thì rõ ràng là đấy là một cơ hội rất tốt để mua vào. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện nói về cái lạm phát ấy. Thì tôi muốn cập nhật qua một chút về tình hình lạm phát trong tháng 8 của Mỹ là đâu đó lên khoảng 5,4%, và cùng với cái tỷ lệ thất nghiệp xuống rất là sâu như thế thì rõ ràng là Mỹ có nhiều cái đặc điểm là họ sẽ cắt giảm cái chương trình mua trái phiếu hiện tại. Mặc dù là Mỹ Fed vẫn đưa ra rằng là nó rất là cứng, rằng là đây cái lạm phát này chỉ là tạm thời và sẽ sớm muộn sẽ quay trở lại mức bình thường sau khi mà chuỗi cung ứng trên thị trường được nối lại. Thì trong trường hợp như thế thì rõ ràng là Fed sẽ hoàn toàn sẽ dừng cái chương trình mua trái phiếu, thay vì ngày trước là 2022 thì bây giờ họ sẽ kết thúc vào năm 2021, thì hoàn toàn sẽ có một cú sụt nào đó có thể. Tuy vậy thì Tuấn vẫn nói rằng là chúng ta không cần phải quá lo lắng về chuyện này, bởi vì sau đó là chính phủ Mỹ cũng đưa ra một cam kết rằng là sẽ tăng chi tiêu công. Khi mà tăng chi tiêu công thì rõ ràng là nó là một cái phần bù cho cái phần chính sách tiền tệ thắt chặt, thì đó là chính sách tài khoá nới lỏng. Đó thì chúng ta không phải quá lo lắng. Và trong cái trường hợp như thế thì cho dù lạm phát có tăng hay không này, rồi chương trình mua trái phiếu của Mỹ có dừng hay không, thì Tuấn nghĩ rằng là chúng ta không cần phải quá quan tâm cái việc đoán định đấy là lạm phát như nào, và chúng ta nên đi theo cái câu chuyện. Và trong một cái câu chuyện đấy thì Tuấn nghĩ rằng là chúng ta có thể mua cổ phiếu theo những câu chuyện, hai câu chuyện khác nhau mà có thể lao sao được nhau cả hai cái rất là tốt. Thứ nhất đó là chương trình về đầu tư công, đúng không ạ? Bởi vì chương trình đầu tư công nó diễn ra không chỉ ở Mỹ mà ở rất nhiều nước trên thế giới để phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng Covid. Và thứ hai đó là nếu như lạm phát xảy ra thì chúng ta sẽ có một cái super cycle of commodity, chúng ta sẽ mua những cổ phiếu những câu chuyện như vậy. Thì trong việc đầu tư công thì ví dụ như chúng ta có Hòa Phát chẳng hạn là hướng đến đầu tư công, và công ty này cũng bắt đầu đi lên từ quặng, đúng không ạ? Thì khi mà việc đi lên từ quặng thì giá quặng tăng thì rất nhiều những công ty mà ở cuối của cái chuỗi giá trị sẽ bị hit rất là nặng, thì những công ty ở đầu từ đầu giá trị thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và Hòa Phát đi từ coi như là từ gần đầu giá trị cho đến tận cuối giá trị luôn, thì đó là một doanh nghiệp tôi nghĩ rất là ok. Hay doanh nghiệp như FPT vẫn là đi theo hướng đầu tư công, theo hướng gọi là đầu tư công của mảng công nghệ. Rồi hay chẳng hạn như cái câu chuyện về super cycle commodity tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, tức là siêu chu kỳ hàng hóa. Đó là ba điều kiện để xảy ra được siêu chu kỳ hàng hóa, đó là gì? Thứ nhất đó là giá của commodity, tức là giá của cái nguyên vật liệu cơ bản là mức thấp rất là dài. Và thực tế nó đã kéo dài mức thấp từ năm 2012 cho đến tận nay, 2015 cho đến tận nay, đúng không ạ? Và thứ hai, cái điều kiện gần thứ hai đó là cái tỷ lệ in tiền rất là lớn trên toàn thế giới. Và chúng ta biết rằng là Covid vừa rồi thì in tiền rất là lớn, không chỉ ở trong Mỹ, còn ở châu Âu, ở Nhật, ở Trung Quốc, rất nhiều nơi, đúng không ạ? Và một cái điều quan trọng nhất, điều thứ ba là điều kiện đủ, đó là cái động lực tăng trưởng mạnh mẽ của các nước, của một cái đầu tàu kinh tế nào đó. Thì chúng ta biết rằng là tất cả các nước đều đang đẩy mạnh đầu tư công. Và thứ hai là cái chiến lược Go Green ở Trung Quốc và ở Mỹ, nó sẽ là cái động lực kéo cái đầu tàu lên. Và super cycle diễn ra thì khi mà super cycle diễn ra thì những công ty nào mà ở cái đầu chuỗi giá trị sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Một số công ty mà có cái mỏ quặng hay là một mỏ nào đó thì nó rất là hiệu quả, ví dụ như là DGC chẳng hạn, một doanh nghiệp có cái mỏ apatit, có phốt pho vàng, hay một số công ty mà có mỏ đồng chẳng hạn, thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Đó thì đấy là một vài quan điểm của Tuấn đánh giá về vĩ mô này. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần vĩ mô của Việt Nam, cụ thể đó là về tin tức COVID-19 tại Việt Nam. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy đó là số ca nhiễm COVID-19 theo ngày của Việt Nam thì hiện tại chưa có dấu hiệu giảm. Cái số ca mắc thì đang lên đến là hơn 200.000 ca. Tại một số điểm nóng, ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh, thì số ca nhiễm mới trong ngày đang có xu hướng tăng trở lại khi mà thành phố đang đẩy mạnh việc xét nghiệm ngoài cộng đồng.
Thứ hai đó là tại Bình Dương, Đồng Nai thì trong những ngày gần đây thì đang có xu hướng giảm dần. Và tại Hà Nội thì sau một thời gian giãn cách thì số ca mới vẫn ở mức tương đối cao so với thời gian trước giãn cách. Điều này cho thấy, tuy nhiên là điều này cũng cho thấy những nỗ lực mà chính phủ trong thời gian qua đã dần dần có hiệu quả khi mà số ca nhiễm trên cộng đồng, trên tổng xét nghiệm có xu hướng giảm dần. Và tiếp theo đó là về tỷ lệ tiêm vaccine ở các thành phố lớn đang khá là tốt và ở mức tương đối là cao. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng tiêm một liều đã đạt khoảng 84,4%, ở Hà Nội thì đạt khoảng 46,2%, ở Bình Dương hay là Long An thì đều trên 50%. Tuy nhiên thì cái việc tiêm vaccine này của Việt Nam còn phụ thuộc vào số lượng vaccine mà chúng ta có thể mua được ở trên thế giới và tốc độ tiêm. Nhưng điều này cũng có thể đóng góp vào việc mà trong thời gian tới thì chính phủ sẽ xem xét để nối lại dần cái việc giãn cách và khôi phục lại một số hoạt động kinh tế ở một số những cái hoạt động nhất định. Và điều này thì chúng tôi đánh giá là cũng có những tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán. Và về tin tức trong tuần qua thì Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đã nói là sẽ dần mở cửa chứ chúng ta sẽ không thể giãn cách như thế này. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đã lên kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9. Ở Hà Nội thì trong tuần vừa qua thì đã phân chia thành vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ và phân cấp mức độ giãn cách khác nhau. Và shipper ở Hà Nội thì được hoạt động từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng khi mà chính phủ và đảng ta thay đổi cái quan điểm tiếp cận với COVID lần này. Nếu như mà trong cái giai đoạn trước ý, việc chúng ta quyết định giãn cách và gần như là phong tỏa thì khiến cho cái nền kinh tế bị đứt gãy chuỗi cung ứng nghiêm trọng. Và theo cái Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh vừa nói, tức là chúng ta sẽ hướng đến là phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9. Và trong trường hợp mà nếu như có một người nhiễm COVID thì người đó sẽ nghỉ và thay thế bằng những người khác tiếp tục làm việc. Thì đó là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng rất là tích cực cho cái nền kinh tế của chúng ta. Cái việc trước đây ấy, khi mà quan điểm của mọi người đó là phong tỏa ấy, thì khiến cho cái GDP của quý 3 chắc chắn là bị âm. Và thị trường chứng khoán phản ứng trước thì điều này đó là khiến cho cái VN Index của chúng ta cũng ở mức loanh quanh và đi ngang rất là dài trong giai đoạn qua. Tuy vậy thì nếu như bây giờ chúng ta vẫn nhìn vào quý 3 thì tôi nghĩ rằng đã hơi bị lạc lỗi thời rồi. Và chúng ta cần phải nhìn cho xa hơn. Thì khi mà việc Thành phố Hồ Chí Minh hay là chính phủ đã thay đổi cái quan điểm về chống dịch thì lúc đó là lúc mà chúng ta có thể tin tưởng rằng là nền kinh tế mình có thể phục hồi. Và ngoài ra thì cũng một cái thông tin khác tôi muốn nghe, đó là nếu như mà Việt Nam mình không phục hồi được sau ngày 15 tháng 9 ý, thì các công ty đa quốc gia họ sẽ chuyển cái nhu cầu sản xuất, thay vì đi qua Việt Nam thì họ sẽ đi qua các nước khác. Thì đó sẽ là một cái rủi ro rất lớn cho nền kinh tế chúng ta, khiến cho mình bị loại ra khỏi một chuỗi giá trị và rất lâu sau đó mình có thể quay lại một chuỗi giá trị đấy, thì đó là một điểm rất là xấu đó, đúng không ạ? Thì như vậy rằng là đây là một dấu hiệu rất là tích cực. Nhưng ngược lại thì một cái dấu hiệu đó là trong cái việc mà phân chia vùng xanh vàng đỏ và cho đến tận các cấp xã phường ấy, thì rõ ràng nó vẫn còn đâu đó cái việc triển khai còn rất là lúng túng, thì đó là một cái rủi ro. Tuy vậy thì trong cái buổi họp ngày 5/9 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa mới đưa ra thì cũng đã họp đến tận từng phường, từng xã một, thì tôi tin rằng là những cái vấn đề lúng túng này thì sớm muộn được giải quyết thôi. Và đó thì đây là một dấu hiệu rất là tích cực cho nền kinh tế. Và trong cái trường hợp mà tỷ lệ tiêm vaccine của mình ngày càng tốt lên, như kiểu ở Hồ Chí Minh này, tỷ lệ tiêm mũi một đã trên khoảng trên 60% rồi, thường cũng được 70%, người ta có thể tính rằng là miễn dịch cộng đồng. Thì trong trường hợp mà tăng tốc độ tiêm vaccine này có thể giúp được cho các nền kinh tế, các tỉnh thành này sẽ hồi phục kinh tế nhanh hơn. Và tuy vậy thì tôi vẫn trông chờ rằng là cho đến khi nào Việt Nam mình tự chủ được cái vaccine, ví dụ như Nanocovax chẳng hạn, là một cái vaccine đang đến rất gần cái việc được cấp phép rồi, thì đó là những cái tin rất là vui nếu như mà Việt Nam mình tự chủ vaccine. Đó. Dạ vâng. Và chúng tôi sẽ chuyển sang phần một tin tức cuối cùng của phần thông tin vĩ mô, đó là PMI tháng 8 xuống sát 40 điểm. Và tháng 8 thì PMI xuống mức 40 điểm, gần mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Nguyên nhân đến là do sự đứt gãy và chuỗi cung ứng và đóng cửa COVID, khiến cho đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay khiến cho việc sản lượng giảm mạnh. Những biện pháp hạn chế khiến cho việc làm giảm mạnh nhất trong thời gian là 18 tháng và thời gian giao hàng của nhà cung cấp cũng bị kéo dài hơn ở mức kỷ lục. Trong cái việc mà PMI giảm này thì nó cũng thể hiện được cái vấn đề GDP mình suy giảm thôi.
Thì bây giờ chúng ta cần phải nhìn những tín hiệu mà tích cực hơn, tức là tín hiệu mà gọi là leading indicator hơn, đó chính là cái việc cái hành xử của chính phủ mình đối với COVID đó. Đấy chính là cái leading indicator chúng ta cần phải theo dõi, cái chỉ số đấy quan trọng hơn là chỉ số PMI thực tế tại. Dạ vâng, và đó là tôi và anh Tuấn đã cập nhật xong phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình chúng tôi sẽ đi giải đáp cho quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần con đường đi gold và chiến lược đầu tư quý 4 năm 2021. Trước tiên thì đó là chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề, đó là 80% nhà đầu tư rời khỏi thị trường trong vòng 2 năm. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên slide, theo một nghiên cứu của các nhà giao dịch chứng khoán trên thị trường Mỹ của Trader City, thì có đến là các nhà đầu tư đến với thị trường chứng khoán với giấc mơ là để làm giàu. Nhưng tuy nhiên thì sau đó một tháng thì 40% các nhà đầu tư là chỉ giao dịch trong vòng một tháng. Và tiếp theo là 80% nhà đầu tư rời bỏ thị trường trong khoảng thời gian là 2 năm. Và chỉ còn 7% còn lại trên thị trường chứng khoán sau 5 năm. Và cuối cùng thì chỉ có 1% nhà đầu tư là có lợi nhuận dòng sau phí. Vậy thì nguyên nhân chính là của những quý nhà đầu nguyên nhân chính dẫn đến việc thua lỗ trên thị trường chứng khoán này đến từ đâu? Đó là chúng tôi cũng có một thống kê, đó là 20% nhà đầu tư là chiến thắng trên thị trường là do họ có cái chiến lược đầu tư thông minh và tốt. Còn lại 80% thì nguyên nhân đó là đến từ 5 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó là họ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nguyên nhân thứ hai là họ muốn kiếm tiền nhanh. Nguyên nhân thứ ba là không có kỹ năng quản lý tiền. Nguyên nhân thứ tư là họ thiếu kiến thức đầu tư thực tế. Và nguyên nhân cuối cùng là họ không có cái phương án để quản trị rủi ro cái danh mục của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi đã thiết kế ra hành trình đi gold, và anh Tuấn sẽ nói một chút về hành trình đi gold với quý vị ạ. Vâng, thì chúng ta cập nhật lại một chút vì sao mọi người thua lỗ. Thì rõ ràng là 20% những người chiến thắng đều là những người mà được giáo dục tốt, tức là được có một cái hình thức đầu tư rất là tốt. Còn những người bị thua lỗ đó là gì? Họ Tuấn có gặp rất nhiều các bạn, và các bạn đó có những cái thông tin gọi là insider, tức là những thông tin gọi là nội bộ rằng là cổ phiếu này sắp đánh lên, rồi cổ phiếu kia sắp đánh xuống, vân vân. Thì tất cả những thông tin đấy khi mà nó đến được với bạn thì thông thường nó đi qua rất nhiều người rồi. Đấy là một cái đặc điểm rất là rủi ro khi mà mọi người tham gia. Và thứ hai nữa là hầu hết mọi người vào thì đều cái mong muốn là kiếm tiền rất là nhanh. Những bạn mà Tuấn mới gặp thì đều mong muốn được rằng là kỳ vọng là lãi suất được khoảng 50 đến 100% trong vòng một năm, thậm chí các bạn mong muốn tăng x3 lần. Thì đó là những cái mà Tuấn nhận thấy rằng là hầu hết mọi người cần phải được, tức là giống như mọi người muốn đi làm công việc ấy, thì mọi người đều phải có đi học đại học mất khoảng 4 5 năm, sau đó mọi người phải đi xin việc mất rất nhiều cái công sức để kiếm kiếm một việc làm rất là tốt. Thì ngược lại thì tại sao trong ngành chứng khoán này chúng ta không nên đi học trước, chúng ta học và chúng ta lấy một kiến thức nền tảng trước trước khi chúng ta đi đầu tư, thì điều đó sẽ giảm rủi ro hơn cho các bạn rất là nhiều. Và chính vì lý do đó nên thành ra là VinFast cũng đưa ra một cái con đường để các anh chị có thể chắc chắn đầu tư trong dài hạn hơn, đó là con đường đi gold. Thì khi mà đầu tiên đến thì con đường đi gold đều hướng khuyên bạn, tức là khuyên những nhà đầu tư đó là nên phải nhập môn đầu tư đã, phải hiểu về thị trường chứng khoán là gì, và sau có những người đồng hành, rồi cái triết lý đầu tư nào phù hợp với mình, rồi sau đó bạn cần phải thiết lập một kế hoạch tài chính đầu tư, rồi kiến tạo năng lực đầu tư bản thân, tức là kiến tạo năng lực đầu tư bản thân, tức là bạn phải đi học và kiếm được cái thu được kiến thức, và bạn có đủ cái niềm tin để nắm giữ cổ phiếu đó chẳng hạn, thì bạn hãy thực hiện đầu tư. Rồi sau đó là kiến tạo năng lực đầu tư thịnh vượng. Và trong cái tháp tài sản của VinFast thì cũng đưa ra có ba cái tầng mà các bạn đều phải fill đủ, tức là phải điền đầy đủ vào đó. Thứ nhất đó là bảo toàn tài chính, rồi các bạn cần phải có một cái quỹ đầu tư hưu trí, ví dụ VinFast có một cái sản phẩm hưu trí, tích sản hưu trí đó. Rồi các bạn có thể tích sản danh mục cho những mục tiêu cuộc sống này, rồi các bạn có thể sang tầng đi well để bạn có thể có nhiều cái tài sản hơn, ví dụ như bạn có bất động sản này, có trái phiếu này, có cổ phiếu này, có hỗ trợ lãi suất, vân vân. Thì đấy những cái ở trong tầng đi well. Thì các bạn có tầng đi stock là giao dịch chứng khoán, thì cái tầng đi stock giao dịch chứng khoán đó thì nếu như bạn xây cái tầng tháp ở phía dưới rất là khỏe rồi thì cái tầng phía trên bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu thị trường tăng thì giảm. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì Tuấn sẽ đưa ra VNLX đã có một cái danh mục là danh mục đầu tư mẫu, và anh chị có thể sử dụng danh mục đầu tư mẫu này và đi cùng với cả VNLX
và sẽ cùng kiến tạo cái tài sản lớn cho mình. Trước khi tham gia cái mục đầu tư mẫu này thì các anh chị cần phải có một niềm tin rất là mạnh mẽ đối với cả triết lý đầu tư đã. Thì cái triết lý đầu tư của danh mục chứng khoán này là gì? Nó là triết lý đầu tư là một bộ các nguyên tắc hướng dẫn và hình thành qua ra quyết định của một cá nhân. Đó, thế thì mỗi một cá nhân sẽ có một cái khẩu vị rủi ro khác nhau. Ví dụ có anh thì anh thích rằng là tôi muốn an toàn, tôi muốn đầu tư vào những công ty mà thiên về điện nước chẳng hạn. Có anh bảo tôi thích đầu tư vào hiểm, tôi thích những công ty mà gọi là siêu to khổng lồ như kiểu anh Bình, Sắc Bình hay nói trên Sắc Xanh chẳng hạn. Thì lúc đó anh sẽ đầu tư vào những công ty mà có cái khẩu vị cái độ tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và có cái hàm lượng công nghệ rất là cao chẳng hạn. Thế thì mỗi người sẽ có một cái triết lý khác nhau, một cái mục tiêu khác nhau, mỗi người sẽ có một thời gian quyết định khác nhau. Ví dụ như là Tuấn năm nay khoảng 30 tuổi chẳng hạn, thì thời gian đầu tư của Tuấn còn 30 năm đến 60 tuổi. Nhưng một anh khác mà đang khoảng 40 tuổi thì anh cần chỉ còn 20 năm, hay là một bác già khác đang khoảng 55 tuổi thì anh bác đó chỉ còn 5 năm thôi. Thì cái thời gian dự định đầu tư khác nhau thì cái đưa ra quyết định đầu tư cũng sẽ khác nhau một chút. Và đó thì như Tuấn vừa nói thì chúng ta nên theo cái tháp tài sản đó mà Tuấn vừa nói nêu phía trước. Rồi đặc điểm nguồn vốn của mỗi người là khác nhau. Ví dụ như Tuấn năm nay 25 tuổi chẳng hạn, thì hàng tháng Tuấn bỏ vào được khoảng 10 triệu chẳng hạn thì nó rất là ok. Nhưng mà trong trường hợp mà một anh chị mà đang 50 tuổi rồi thì bỏ tiền vào hàng tháng rất là ít hơn chẳng hạn. Thì đấy là những đặc điểm mỗi người trong một triết lý khác nhau thì chúng ta phải đưa ra một cái định hướng khác nhau. Rồi đó thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái triết lý đầu tư tăng trưởng. Mời Duyên. À, dạ vâng, à, và chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi sẽ đề cập cho quý nhà đầu tư về triết lý đầu tư tăng trưởng để tạo ra danh mục đầu tư tăng trưởng của chúng tôi. Với mục tiêu ở đây chúng tôi có hai mục tiêu. Thứ nhất đó là chúng tôi sẽ tập trung vào những doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng đầu. Thứ hai đó là kỳ vọng vào mức lợi nhuận hàng năm vượt trội so với chỉ số VN-Index. À, vậy thì những cái tiêu chí nào mà chúng tôi lựa chọn nên cái danh mục này? Thì đối với những doanh nghiệp mà không phải là ngân hàng thì chúng tôi có để ra ba tiêu chí. Đầu tiên đó là chỉ số ROE 12 tháng gần nhất lớn hơn 15%, vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp này sẽ hơn 5.000 tỷ đồng và doanh thu và lợi nhuận 12 tháng tăng trưởng trong 2 kỳ liên tiếp. Còn đối với những doanh nghiệp mà là ngân hàng thì tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2,5%, tỷ lệ ROE 12 tháng gần nhất lớn hơn 15%, vốn hóa thị trường hơn 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản và tổng thu nhập hoạt động 12 tháng tăng trưởng 2 kỳ liên tiếp. Và cũng từ những cái tiêu chí như thế này mà chúng tôi tạo ra một danh mục, đó là danh mục tăng trưởng. Và như hiệu quả của danh mục này tính đến nay, từ đầu năm đến nay, thì danh mục tăng trưởng của chúng tôi đạt 39,6% so với VN Index là 17,2%, gấp 2,3 lần. Và cụ thể thì danh mục đó như thế nào thì anh Tuấn sẽ trình bày cho quý nhà đầu tư ạ. Trước khi đến với phần danh mục thì Tuấn muốn nói qua một chút với cả cái danh mục tăng trưởng này nó được xây dựng như nào. Đó là dựa trên mối bộ lọc về định lượng mà bạn Duyên nó vừa mới chia sẻ với trên. Tuy vậy thì nó sẽ có thêm một số tiêu chí định tính, tức là ví dụ như cái số lượng cổ phiếu lọt vào danh mục đâu đó khoảng 20 cổ phiếu chẳng hạn, thì trung tâm tư vấn sẽ cố gắng loại bớt ra những cổ phiếu mà chẳng may nó bị lọt qua. Ví dụ như một số cổ phiếu mà chất lượng rất là kém bị lọt qua thì sẽ loại bớt đi, và thay vì đó thì sẽ là chọn 10 cổ phiếu tốt nhất trong cái nhóm danh mục đó. Và cái danh mục này được chạy từ năm 2015 cho đến nay, và cái CAGR tức là lợi suất kép hàng năm của đó là được khoảng 30% một năm, so với cả cái VN Index chỉ khoảng 14%. Tuấn cũng lưu ý rằng là cái mức 30% này mức cao hơn rất nhiều so với cả quý vị đầu tư vào tư gửi tiết kiệm này, đúng không ạ? Hay đầu tư vào vào nhà, tức là vào đất cát. Ví dụ như Tuấn có một ông chú làm về chuyên chuyên gọi là mua bán bất động sản này, thì cái mức lợi suất 15% chú nghĩ là rất là ok rồi. Thì cái mức lợi suất mà chúng ta đi theo cái danh mục này đâu đó 30%, thì đây là một cái danh mục Tuấn nghĩ rất là ok. Và danh mục tăng trưởng trong quý 3 và quý 4 năm 2021 gồm những cổ phiếu nào? Đó là BVKE này, nước môi trường Bình Dương, ngành là ngành nước. Rồi hay là cổ phiếu như DGC, hóa chất Đức Giang này, DigiWorld này, thế giới số, rồi FPT, rồi Hòa Phát, MBBank, thế giới di động, Techcombank, Vietcombank và VicoStone. Thì trong cái nhóm 10 cổ phiếu này thì mỗi cổ phiếu nó sẽ nằm trong một ngành khác nhau. Ví dụ như trong cái danh mục này thì cái số lượng ngân hàng chỉ tối đa là ba cổ phiếu mà thôi. Chính vì vậy mọi người sẽ thấy rằng là danh mục tăng trưởng đôi khi sẽ chạy chậm hơn
nếu như anh chị sở hữu nguyên cái những cổ phiếu mà thiên về banh trong cái giai đoạn 6 tháng đầu năm. Tuy vậy thì ngược lại thì danh mục tăng trưởng này chạy rất là bền, kể trong trường hợp mà ngân hàng bị điều chỉnh trong giai đoạn giữa năm nay, thì bây giờ là cái danh mục vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ những cổ phiếu khác được đổi mới như kiểu PVKE là nước môi trường, tức là công ty này rất là bền vững này. Rồi DGC là công ty này có một cái mỏ quặng apatit, và cái mỏ quặng này khiến cho cái lợi thế của hóa chất Đức Giang vượt trội hơn so với các công ty khác. Đặc biệt rằng là hóa chất Đức Giang luôn luôn cố gắng hướng đến cái gọi là trích rất là sâu hơn, tức là chế biến sâu hơn so với cả chỉ khai thác quặng ở Digua này. Theo cái câu chuyện mà họ có nhiều cái lợi thế trong cái mảng, tức là cái xu thế của nhu cầu sau Covid lên rất là cao. Rồi FPT, rồi Hòa Phát, MB Bank là những công ty rất là rõ, chúng ta không cần phải nói đến nữa, đúng không ạ? Rồi Thế Giới Động là câu chuyện về Bách Hóa Xanh được hưởng lợi khi Covid xảy ra, thì cái thói quen của người thay đổi khiến cho họ mua hàng của Bách Hóa Xanh nhiều hơn. Techcombank thì văn hóa rất là năng động của vượt trội và họ có rất nhiều của để dành, đúng không ạ? Vietcombank là ngân hàng hàng đầu, và Vicostone là họ bắt đầu mở rộng lại được thị trường Mỹ và thị trường Úc sau giai đoạn mà cạnh tranh lớn với cả Trung Quốc đó. Thì đấy là sơ qua một chút về những cái cổ phiếu mà trong cái danh mục vừa nêu ạ. Dạ vâng, và quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy đặt ở dưới comment, và sau khi mà chúng tôi đến cái phần giới thiệu quý nhà đầu tư về các chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý nhà đầu tư. Và lịch phát sóng của chương trình của chúng tôi, ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi có chương trình Tọa Đàm Đầu Tư. Ở chương trình này thì chúng tôi dành riêng cho khách hàng của VN Direct. Trong chương trình chúng tôi sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và nhận định thị trường. Thời gian chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi có chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian diễn ra chương trình sẽ được live stream trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ tư của chúng tôi đó là chương trình đối thoại với PM. Ở đây thì chúng tôi sẽ mời những PM hay là những chuyên gia ngành đến để chia sẻ những triết lý và chiến lược đầu tư. Với chương trình này thì chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hai tuần một lần. Ngoài ra thì chúng tôi hiện tại đang có hai cộng đồng, đó là cộng đồng tích sản bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán Ditrade. Thì quý nhà đầu tư hãy tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để chúng ta sẽ thảo luận ở trên đó. Và tất cả những thông tin của chúng tôi sẽ được cập nhật ở trên trang page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những khóa học ở trên trang đó là dacademy.vndirect.com.vn. Thì quý nhà đầu tư hãy vào đó để tìm hiểu những khóa học để có thể tăng kiến thức cho chính bản thân mình. Sau đây thì ở trên màn hình thì chúng tôi có để lại mã QR code, thì quý nhà đầu tư có thể kích lại màn hình đó để tham gia vào những cộng đồng hay là những trang web hay là page của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi cho quý nhà đầu tư. Dạ vâng, và câu hỏi đầu tiên của bạn Tới Trần đó là cho hỏi về mã BCG ạ, về chiều giữ. BCG thì doanh nghiệp này thì đang có rất nhiều dự án để đang triển khai. Vì vậy thì hiện tại BCG hoạt động vẫn đang chưa hiệu quả lắm. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ cần thêm khoảng thời gian nữa để doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn. Thì nếu quý vị có thể tham gia ngay từ bây giờ cũng được, nhưng mà nếu để an toàn hơn thì quý vị có thể tham gia một khoảng thời gian sau nữa. Dạ vâng. Ngoài ra về mã BCG này thì chúng tôi cũng đã có một buổi nói chuyện với doanh nghiệp ở trên chương trình cổ phiếu 360 độ. Chính vì vậy mà quý vị có thể vào kênh cổ phiếu 360 độ của chúng tôi ở trên YouTube để có thể nghe chi tiết về chuyên gia và doanh nghiệp nói về các mã này, về tiềm năng tăng trưởng hay là những cái tiêu cực của doanh nghiệp này. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Đỗ Mẫn đó là hôm nay là ngày mới hoạt động lại trên sàn HOSE của mã VND. Chuyên gia có thể cho mình nhận định về mã này trong ngắn hạn không ạ? Có cả VND với cả SSI thì đầu tiên thì Tuấn muốn nói qua một chút là cái việc nhận định trong ngắn hạn là một điều rất là khó khăn, và Tuấn nghĩ rằng là cái việc xác suất đoán định ngắn hạn nó chỉ là xác suất 50-50 thôi. Tuấn đầu tư trong khoảng mấy năm nay thì Tuấn chưa gặp anh chị em nào mà có lãi suất tức là nó bền vững nhờ việc đoán định ngắn hạn và mua bán liên tục được cả. Đó thì Tuấn nói qua một chút là như thế, có thể là Tuấn chưa gặp. Nhưng mà trong trường hợp mà như vậy thì Tuấn nghĩ rằng là tôi sẽ đánh giá qua một chút về cơ bản ngành này thì sẽ hay hơn, khi mà cái ngành chứng khoán vẫn là một ngành mà rất là tiềm năng trong dài hạn. Cái tỷ lệ sở hữu chứng khoán trên đầu người Việt Nam đó
chỉ khoảng 3,7%, nó tăng lên từ mức khoảng 2% cách đây khoảng 2 năm. Thì nếu như ta nhìn focus sang một số nước khác như ở Đài Loan chẳng hạn, thì Đài Loan họ cái tỷ lệ sở hữu lên khoảng 80% dân số cơ, thì đó điều đó cho thấy rằng là Việt Nam mình còn rất nhiều cái tiềm năng để tăng trưởng như vậy. Tuy vậy thì trong ngắn hạn, tức là trong năm nay đi, mình nhìn trong năm nay thì tất cả các cổ phiếu ngành chứng khoán đã được đưa lên một mức định giá rất là cao, và mức định giá cao này là cao vượt trội hơn rất nhiều so với quá khứ nhé quý vị nhé. Thì mà ngành chứng khoán là ngành rất là chu kỳ đó, thì điều đó thấy cho thấy rằng là cái kết quả kinh doanh của năm nay sau đó đã phản ánh được vào hết doanh nghiệp rồi. Ở việc mà chúng ta nhìn tiếp giai đoạn tiếp theo ấy, thì nó cần cái những thông tin mới như kiểu là về thanh khoản, bởi vì rồi cái dòng tiền đi vào, thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện năm nay thì nó sẽ bị chững lại. Chúng ta phải cần chờ thêm khoảng 3-6 tháng nữa để tạo ra một nền mới trước khi mà giá cổ phiếu có thể đưa lên một tầm cao mới. Dạ vâng, và câu hỏi câu trả lời của anh Tuấn thì có lẽ là cũng đã trả lời cho câu hỏi của bạn của anh Nguyễn Quốc Tuấn ạ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang câu hỏi của bạn Absiso Trà. TCB chiều mua như thế nào anh Tuấn? Techcombank hả? Đúng rồi ạ, Techcombank ạ. Techcombank thì tôi nghĩ rất là ok, vì doanh nghiệp này có một văn hóa rất năng động và họ có rất nhiều mảng tiên phong trong trong ngành ngân hàng. Ví dụ như ngày xưa khi mà rất nhiều ngân hàng chưa nghĩ đến cái việc mà làm banca, thì họ đã làm công ty làm không phải banca chứ, tức là kiểu bán kết hợp với bảo hiểm để bán hàng ấy, thì họ đã là đi đầu tiên rồi. Thì đó là những cái điểm lợi của họ rồi. Hay chẳng hạn như họ có quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thị trường Việt Nam. Rồi họ tiên phong trong rất nhiều mảng lĩnh vực, kể cả công nghệ bây giờ. Thì Techcombank cũng nghĩ rằng là một cái trường hợp rất đáng để xem xét, nhất là năm nay thì nhiều khả năng họ sẽ vượt qua được CGG vị trí số 2. Và nếu theo quan điểm của riêng Tuấn với nhé, cá nhân Tuấn, thì Tuấn tin rằng là Techcombank sẽ vượt được Vietcombank trong khoảng tầm nhìn 5 năm tới đó, về lợi nhuận, về mặt lợi nhuận. Vâng, và cùng với là đang nói về ngành ngân hàng thì có bạn Bùi Vinh xin hỏi về mã CTG theo chiều giữ ạ. CTG thì theo quan điểm của Tuấn là cái giai đoạn trước ấy, trước khi anh Thọ đi ấy, thì bên đó đã gồng lãi hơi bị nhiều. Chính vì vậy mà sắp tới thì nhiều khả năng là cái lợi nhuận họ khó mà có thể bứt phá được. Ngoài ra thì ngân hàng này cũng không có nhiều của để dành khi mà LDR mức cao này, K tức là cái tỷ lệ an toàn vốn ở mức thấp. Thì CTG tôi nghĩ rằng trong vòng 3-6 tháng tới thì sẽ không có nhiều câu chuyện để kể. Đó thì cái động lực tăng trưởng giá nó sẽ không quá mạnh. Có thể dao động nhé, có thể bất ngờ dao động trên thị trường, nhưng mà cái động lực tăng giá mà một cái trend mạnh mẽ thì tôi nghĩ là khó. Dạ vâng. Tiếp theo câu hỏi của bạn Lê Trị đó là đánh giá với kỳ vọng của anh chị về VN Index hiện giờ theo xu hướng up hay down và trong giai đoạn tới ạ. Như cái phần chia sẻ ban đầu của Tuấn về thị trường vĩ mô rồi đó, thì thị trường hoàn toàn này có một cú sụt nếu như mà Fed bắt đầu ngừng mua tài sản, thì chuyện đấy có thể xảy ra, cũng có thể là không. Và nếu như xảy ra thì đó, thông thường thị trường giảm đó khoảng trên 10%. Thì Tuấn nghĩ rằng đấy là khi mình tham gia cuộc chơi về chứng khoán thì mình phải chấp nhận cái đấy là một cái phần tất yếu cuộc chơi thôi, và mình cần phải giữ một cái lượng tiền nhất định để đề phòng trường hợp nếu như giảm đấy thì chúng ta có cơ hội để mua vào. Và mọi người phải nên nhớ rằng là khi mà thị trường giảm mất 10% thì là cơ hội rất là tuyệt vời mua vào, chứ lúc đấy đừng nghĩ là sợ hãi. Năm 2020 Tuấn đã từng chứng kiến rất nhiều người mà lúc mà thị trường giảm sâu quá và sợ hãi bán ra. Thời điểm đấy Tuấn cũng rất là run, nhưng mà Tuấn cũng không bán ra, ít nhất thì mình còn tức là mình không mua thêm, nhưng mình ít nhất mình không bán ra thì cũng đảm bảo một phần cái rủi ro, đỡ rủi ro của mình. Thì Tuấn muốn nhắc lại là nếu trường hợp có xảy ra sụt giảm thì bạn nên cố gắng đừng sợ hãi và hãy sẵn sàng mua vào. Dạ vâng. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Nguyễn Lam Hồng, đó là cho em hỏi về ngành thép có một nhịp chững lại, sau giờ lại tăng mạnh trở lại ạ? Chắc là phiên này cái này thì chắc là hơi khó nói. Tuấn nghĩ là nếu nhìn về định giá đi, ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn, thì thông thường cái giai đoạn trước 2017 ấy, họ chỉ có nhà máy thép ở tại Hải Dương thôi, thì PE của họ chỉ đâu đó chỉ khoảng 7 lần. Khi mà họ bắt đầu xây dựng cái nhà máy Dung Quất thì PE của họ lên 9 lần. Khi mà người ta kỳ vọng là khi xong cái Dung Quất giai đoạn 1 đấy thì Hòa Phát lên thành top 50 công ty lớn nhất thế giới về thép, thì đó khiến cho cái định giá từ 7 lần lên 9 lần. Bây giờ nếu như mà cái Dung Quất 2 họ thành công nữa thì cái PE của họ lên được từ 9 lần lên 11 lần chẳng hạn. Thì như vậy rằng là cái định giá của Hòa Phát trong tương lai dài hạn cũng còn rất là rẻ. Kể là trong trường hợp hiện tại PE của forward năm nay mới đang khoảng 7 lần,
thì hoàn toàn nếu như PE 19 lần thì giá của Hòa Phát cũng được khoảng 60.000 thì tôi nghĩ nó vẫn rất là ok, không việc gì về. Tức là việc mà giá cổ phiếu giảm sâu nhưng ta biết được cái giá trị của doanh nghiệp nằm ở đâu, chúng ta phải mua thêm. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng Đinh đó là về P&J theo chiều giữa. PNJ thì tại thời điểm này là đang là sâu nhất của chu kỳ rồi đúng không ạ? Vì ngành vì PNJ bị đóng hầu hết các cửa hàng tại trong khu vực miền Nam, và bây giờ cái động thái của chính phủ mình đã thay đổi rồi, tức là mình sẽ quyết định là sống chung với dịch. Như vậy rằng là PNJ nó sẽ được phục hồi là một, thứ hai nữa là rất nhiều những cái cửa hàng vàng nhỏ lẻ khác cũng đã kiểu như là ngắc ngoải rồi, thì rõ ràng là cơ hội để những doanh nghiệp một thị phần lớn như kiểu PNJ tiếp tục mở rộng một thị phần, họ chiếm được miếng bánh to hơn. Như Tuấn vừa nói rằng là những doanh nghiệp mà khi mà Covid đến thì tất cả các mọi con ngựa đều bị yếu đi, nhưng mà khi mà Covid qua đi thì những con ngựa khỏe sẽ mạnh hơn và nó chiếm thị phần của những con ngựa yếu, thì đó là một đặc điểm rất là tốt của PNJ, mặc dù trong ngắn hạn có thể là hơi xấu nhưng mà trong dài hạn tôi nghĩ rất là ok. Dạ vâng, thì do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời 2 đến 3 câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư. Sau đó thì chúng tôi xin phép được dừng chương trình. Câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Huỳnh An Phát, đó là anh cho em hỏi về mã PVD mới mua thì sao ạ? PVD à? Dầu khí đúng không? Vâng ạ, đúng rồi ạ. PVD thì tôi muốn nói rằng là ngành dầu khí của Việt Nam mình ấy, thì nó không có nhiều lợi thế cạnh tranh đâu. Và ngoài ra thì cái cơ cấu trúc của ngành dầu khí cũng bị thay đổi rất là nhiều. Kể từ khi mà Mỹ họ phát triển ra được cái công nghệ đầu đào phiến, và giá thành sản xuất đầu đào phiến của Mỹ rất là thấp. Bây giờ họ có thể gần như cạnh tranh được với cả cái dầu của bên Trung Đông. Đó thì Việt Nam mình có lợi thế cạnh tranh gì so với cả các nước khác? Đó, chúng ta cần trả lời câu hỏi đấy trước. Thì cái cấu trúc của ngành dầu khí bị thay đổi thì khiến cho cái việc mà Việt Nam mình ok đồng ý rằng là vẫn có thể khai thác thêm dầu để bảo đảm cái nguồn tài nguyên, nhưng sẽ khai thác ở một mức độ nào đó rất là thấp. Khác ngày xưa có thể khai thác lên để bán, nhưng bây giờ chỉ khai thác để làm sao đảm bảo an ninh quốc gia thôi. Thì tôi nghĩ rằng là PVD không phải là một cái cơ hội mà quá hấp dẫn theo kiểu đầu tư tích sản, nhưng mà cơ hội đầu tư lên của trading thì hoàn toàn khó nha, bởi vì giá dầu thì nó biến động rất là mạnh, và thực ra là để dự đoán được giá dầu thì tôi nghĩ rất là khó. Chỉ anh chị em nào mà nằm trong ngành và đủ hiểu thì mới nên trading, còn những anh chị em nào mà không nằm trong ngành thì tôi nghĩ rằng không nên đầu tư vào cổ phiếu này. Dạ vâng. Tiếp theo một câu hỏi nữa của bạn Sơn Nguyễn, đó là anh Tuấn đánh giá về mã HVN từ năm nay tới đầu năm 2022 sẽ như thế nào ạ? HVN thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ hơi bị lâu đấy, hơi bị dài đấy, vì Covid như này thì thứ nhất là cái thói quen của tiêu dùng thay đổi. Nếu như nhìn năm 1929 đến 1933 tại Mỹ chẳng hạn, do cái quá trình khủng hoảng kéo dài quá lâu khiến cho cái tỷ lệ tiết kiệm người dân tăng lên vò cao này, tức là thời trường hình thức tiết kiệm độ khoảng 20%, thì khi mà cái cuộc khủng hoảng 29-33 khiến cho người dân Mỹ tiết kiệm đến 80%, thì rõ ràng là cái chi tiêu cho những dịch vụ mà không thiết yếu sẽ bị giảm đi, nhất là trong thời đại hiện tại thì cái công nghệ đã phát triển rất là nhiều rồi, và đôi khi làm việc người ta không cần thiết phải đến phải 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 đi máy bay đến đấy nữa. Đó thì đấy là một đặc điểm mà tôi nghĩ rằng là ngành ngành hàng không sẽ phải chờ khá là lâu để nhu cầu thị trường phục hồi, và tôi nghĩ rằng có thể chờ đến 2024. Đó thì trong trường hợp đấy thì việc hàng không Việt Nam HVN có trụ được hay không thì cái này tôi sẽ không không thể biết được. Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Ngô Quang Trung đó là cho em hỏi là em có tài khoản giao dịch cơ sở và chứng khoán phái sinh. Muốn mở thêm chứng khoán phái sinh thì Trung và tài khoản cơ sở không ạ? Thì với câu hỏi này thì khi mà bạn muốn giao dịch chứng khoán phái sinh thì bạn phải mở thêm một tài khoản phái sinh nữa để có thể giao dịch được bạn nhé. Và chương trình của chúng tôi thì cũng có giới hạn, chính vì vậy mà những câu hỏi của quý nhà đầu tư chúng tôi xin phép được trả lời ở dưới comment cho quý nhà đầu tư tại video này. Ngoài ra thì tôi thấy quý nhà đầu tư có hỏi về mã NKG, HSG và HPG thì trong chương trình cổ phiếu 360 độ này chúng tôi đã làm rồi, và trong tuần này thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật lại ba mã cổ phiếu này lần nữa. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư hãy đón xem ở chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Xin chào. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.